Liệu là quý ngày năm kinh hay là một phong vũ trở lại đây? Liệu là quý ngày năm kinh hay là một phong vũ trở lại đây? Lộc vẫn ở nhà cũ hả? Lộc bây giờ Lộc dọn lên Gaming House rồi anh em ơi. Ủa thằng này của nào? Thôi ok thôi, rút vào trận đấu nha. Phong vũ nha, cho anh em biết mà phong vũ là con em sao. Cho kiểu dạng như là cho thứ nhất là cho mọi người tiếc luôn á. Thứ nhất là cho mọi người tiếc luôn á, bởi vì cái khả năng con em của Lộc. Thứ hai là cái khả năng điêu luyện của Lộc khi là Lộc gọi là quan hệ Lộc mà chơi con này. Rồi, ok. Ê nó nghe nè, tóm nó mang hưu đốt nha. Ban đầu Lộc sẽ đánh rồi là đánh thủ á. Có gì nhật nè, nhật nếu được á nhật. Nhưng mà con gái nó nhật lên tóp được không nhật? Tại vì thằng tóp nó mang hưu đốt á cho nên là nó đánh hơi láo á. Được không nhật? Tại vì hồi đó anh em mình hay chơi có bài đó hả? Ok. Được không? Để Lộc biết coi. Hey. Top nó mày hưu đốt. Mày hơi đánh láo xíu nha. Rồi ok, top đánh lỗi nha, top chạy lỗi nha. Lộc vẫn hết được level nha, không sao cả. Ê nó nghe nè, đợt này nó level 2 nó sẽ cắm quơ nha. Ok, nó mất lát nha. 70s. Ok. 70 lát nha. Thôi nha. Tớp cái tôi lớn nè. Ê, ủa sao chết được vậy? Nó nghe nè, lập tức quay bự nè. Nè. Nhật, lập tức quay bự nè. Lên đây. Đại đế nè, tức quay bự nè. Nhập. Ừ. Nhật ngay. Đáng vậy nhập 2. Ok. Nhăn đi nhập ai khỏi nha. Ủa sao nhập chết vậy? Bây giờ là thằng Ugot nó ấy là thằng nó hồi hưu đốt động nhịn nó một tí á. Khỏi lên thằng này tí hồi nó tự chết à. Chung thằng này tí hồi nó tự chết à, bởi vì nó đánh kèo trên cho nó cái kia một tí. Rồi, giờ lên thì nó chết nè. Rồi đó. Rồi ok. Mạng này cho Nhật á. Ai à. Cái tôi cao quá. Ê Nhật mấy ta nó farm đi Nhật. Rồi nha, đầu này tấm nó có hưu đốt nè. Đầu này. Cái vậy nhột. Bỏ anh bóng mà chơi nhột. Ok, để đó cho Lộc rồi. Đại đế cái tôi vẫn cao quá ha. Ê nó ăn gồng kìa. Thằng Duy nó ăn gồng. Thằng Duy nó ăn gồng kìa. Ê hàng chi nãy giờ gặp thằng cậu bé gừng xanh. Ai da. Tại vì lúc là còn không vũ quá là hay đối đầu với thằng Duy lắm. Dạ hàng chi nãy giờ lên là hoài anh em ơi. Con chó Duy này chứ. Tớ vừa hái hơn 3 nha, nhưng mà khỏi sớm rồi nó tự đi nha. Nope. Đại đế cái tôi vẫn lớn nha. Cái tôi vẫn cao như ngày nào ha.
lâu quá không gặp, quả là năm nay tuổi hổ rồi, tưởng rồi là đổi cái phong cách đánh chứ ai ngờ cái tôi vẫn lớn, chỉ muốn solo kill người ta thôi. Thôi về anh em ơi, về chắc về về. Thôi về anh em ơi, về lui lui về. Về thôi. Để mà nắm đó. Về cùng quá. Ơi chung 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 pha này nếu được á cắm cho Lộc cái quơ sau lưng tí hồi Lộc tele 6 phút nữa. Ơi nó nghe nè, đại đế có thể chắc này nữa nha. Đại đế ha. Ơi nó nghe nè, nếu được á pha này Lộc cày cái bay solo kill luôn anh em. Lộc đang mới có top 2 à. Lộc đang mới có gọi là top top 4 à. Lộc đang tính mặt vườn mặt thằng đét luôn. Thằng đép đang là solo kill top 3 thì phải. Còn bắt cơ chắc hơi lâu quá. Đó nha. Đó nha. Ăn được mạng trong chat on nha. Ăn được mạng xong chắc on nha. Muốn lá đồng nào. Ây à. À, đang phương dương còn có mất cái lát đâu, bởi vì thằng này nó 39 rồi. Rồi dưới cái lát nó hơi kỳ nữa. Ai à, phương dương cái thành ngu luôn. Nhưng mà không sao nha, tớ vẫn chết 3 nha, hai people đỡ 3 people lời nha. Lời 1 nha. 3 people nó tổng cộng là 300, 300, 600, 600, 100, 700, 700 vàng nha. Ừ, lập chết hồi nãy là cũng 1000 vàng, ừ, lỗ 300. Ừ, lỗ thêm này nữa 1000 vàng, lỗ 600 vàng nha. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Ê ba lét, nếu được có ba lét, ba lét, ba lét, nếu được có ba lét. Ba này đi chung với tôi nhau làm vụ nổ lớn. Ờ đi chung với tôi. Ok 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 ok. Rồi 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 rồi. Đại đế cái tôi cao nha. Đại đế cái tôi cao nha. Thì hàng 1 0 đang bị tấn công hai người cùng trên. Anh ta quay trở lại, anh ta dừng đến được rồi. Hôm nay A đánh hay quá, có phải là do anh dùng sản phẩm của chị Trinh Cherry không ạ? Đó nha. Ai da, chưa kịp quẩy hết game nữa ai da. Anh dùng gọi là hỏi đố ha, em gái cục vàng của anh. Chẳng qua là anh xài gọi là Kim Cherry. Anh xài là anh xài Trinh Cherry đó bé. Với lại một chút gọi là cổ động viên tinh thần của Shinichi nữa, cho nên là anh sẽ là hơi lên một tí. A B C D.